nó có cái tất cả những cái này là anh cũng đã cho em rồi, đây là dùng cấp này, còn cái này là mắt bật này. Bây giờ máy đang chạy, máy này là lấy đẩy áp lực là 8 cân, còn anh chỉ đã chỉnh chuẩn rồi. Khi máy nó chạy đủ, nếu bình thường nó chạy á, nó sẽ là chữ auto lock tức là đang tự động chạy. Còn bây giờ đang chuyển sang chế độ auto lock này, thì cái này là đang là thả. Ví dụ bây giờ mình không xử lý hơi nào, thì là máy nó chạy khoảng 10 phút, nhưng mà 5 phút nó sẽ tự động dừng. Tức là máy không xử lý, nó không cầm cầu nó mà nó rồi. Không cầm cầu nó mà nó rồi. Nghe thấy điện chưa? Đấy, còn nếu ví dụ mà ở cái độ mà đang lạc hơi ấy, thì là nó sẽ chạy bằng cua nó lớn hơn. Đấy, giống như kiểu bây giờ đang chạy như kiểu nặng con chó ấy. Đấy, còn nó tất cả những cái này là tôi không biết rồi, tôi sẽ trả đầu các thứ, tôi sẽ không được đầu mối gì vào đây. Giờ ấy, ok, xong anh sẽ chỉnh em đầy đủ nhé. Chạy đấy. Còn nếu mà ví dụ em dùng hơi ở đây này, ví dụ em đầu hơi ở đây mà em dùng em phản đi này. Lọc nước, nó tách ra hơi nước thì nó rất là nhiều độ ẩm, nó bị như thế. Ok, tách ra.